Với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, việc đón thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới là một trải nghiệm thú vị và thật sự ấn tượng với những ai lần đầu tiên đón năm mới tại một đất nước xa lạ. Cùng nhau đi dạo trên những con phố sầm uất của Đà Nẵng và chọn mua một số món đồ truyền thống của người Việt làm quà tặng cho bạn bè nhân dịp đón năm mới. Ông Quinn cùng người bạn bè thân thiết của mình đến từ Australia tỏ ra khá thích thú. Đây là lần đầu tiên ông đón năm mới tại Đà Nẵng sau gần một năm sinh sống và làm việc tại thành phố này. Tôi và bạn bè phần lớn là cộng đồng người nước ngoài với nhiều quốc tịch khác nhau, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, sẽ cùng nhau tham dự một buổi tiệc. Và một phần rất quan trọng nữa, chúng tôi sẽ cùng chờ và đếm ngược thời khắc đón giao thừa. Trong khi đó, không như người bạn của mình, đây là lần thứ hai bà Karen đón năm mới tại thành phố bên bờ sông Hàn. Vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, bà Karen sẽ trò chuyện cùng gia đình qua mạng xã hội Skype để cùng cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Vì đón năm mới xa nhà, nên tôi không biết làm gì hơn là mở màn hình Skype lên và cùng mọi người đón chào năm mới qua Skype. Để nhìn cảnh đoàn tụ bên Úc và năm mới, tôi cầu mong hạnh phúc và sức khỏe. Tại Đà Nẵng, có khoảng 3,1 triệu người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Với con số ấn tượng đó, thành phố đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc như thời khắc đếm ngược, cao đao ở quảng trường, đêm giao lưu âm nhạc quốc tế tại công viên bờ Đông Cầu Rồng, để người nước ngoài có những khoảnh khắc đón chào năm mới thật sự ấm áp, ấn tượng và hạnh phúc bên những bạn bè Việt Nam. Năm 2019 thì thành phố Đà Nẵng thông qua Sở Nội vụ và các cơ quan ban ngành triển khai nhiều cái chương trình dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì vừa thôi.